Rồi, hay xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của MeToMe, và hôm nay MeToMe sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chỉnh lại phần cài đặt style cho chính xác. Thì thông thường một số cái lỗi mà xảy ra đối với việc cài đặt sai trong style setting thì đây là những cái lỗi cơ bản mà anh em sẽ hay gặp nhất. Đó là khi mà mình bấm CC Stop thì mình dằn không được. Mặc dù đèn CC Stop vẫn sáng, hai nút CC Stop và CC Start không bị hư hỏng nhưng mà không dằn được. Ví dụ như mình có thể mình test thử nè. Đó, mình dằn thử nè. Đó, các bạn có thể thấy mình bấm rồi, đèn CC Stop đang sáng nhưng mà đàn không có dằn được. Thì đó là lỗi thứ nhất. Còn lỗi thứ hai là lỗi mà điệu của mình to nhỏ thất thường. Điệu của mình to nhỏ thất thường. Đây là cái mình bấm thử nè. Đó, mình bấm mạnh ở đây thì nó mới kêu to nè. Đó, nhưng mà mình bấm tay tay mình bấm nhẹ lại thì nó kêu nhỏ lại. Đó, tức là volume mình vẫn giữ nguyên nè. Một số anh em hiểu lầm đây là bị lỗi main hay lỗi cái gì đó, nhưng mà không phải là lỗi, cái này là do mình cài đặt nha các bạn. Thì đây, mình bấm mạnh một cái thì điệu kêu rất to nè. Đó, cũng vậy mình bấm nhẹ cái điệu kêu rất nhỏ. Thì đây là chức năng dynamic style của cái điệu. Thì để mà chỉnh lại cho đúng như mặc định của đàn thì các bạn không cần phải reset đàn, các bạn chỉ cần làm các thao tác sau đây. Mình sẽ giải quyết được cả hai hiện tượng trên luôn. Thì thứ nhất, bạn bấm ngay vào nút Direct Asset. Đó, mình có thể thấy là màn hình nó hiện lên một cái khung gì đó, mình không quan tâm cái khung đó. Rồi, mình bấm bất cứ một cái nút nào của phần điệu cũng được hết. Bấm đại nút này đi. Rồi, thì cái bảng Style Setting sẽ hiện lên và các bạn sẽ chỉnh chú ý vào hai cái phần này. Phần thứ nhất này thì sẽ khắc phục cho cái hiện tượng mà to nhỏ điệu thất thường, thì các bạn nhấn lên Off. Phần thứ hai là nút Synchronize Stop này nó sẽ phải chỉnh lên thành Off luôn. Đó là hai phần này bạn phải Off hết. Đó. Rồi, cái thứ ba nữa mình sẽ nói thêm luôn. Số các bạn có yêu cầu là khi mà chuyển điệu thì tempo giữ nguyên. Thì mình có thể mình coi cái đây. Đây. Cái phần tempo này của điệu này, nếu mà các bạn chuyển điệu mà tempo các bạn muốn giữ nguyên, ví dụ như bạn đang đánh ballad 16 bit là tempo 76 rồi chẳng hạn, nhưng mà khi bạn muốn chuyển qua một cái điệu khác cũng dòng ballad luôn vẫn giữ được cái tempo 76 đó, thì các bạn có thể bấm thành nút hold, tức là giữ, thì tempo nó sẽ giữ khi mà bạn chuyển thành điệu khác. Lock tức là bạn chuyển bất cứ điệu nào thì cái điệu đó nó cũng không có bị thay đổi tempo mà nó theo cái thông số tempo mà bạn yêu cầu ở đây. Đó. Còn reset. Reset tức là bạn đổi một cái điệu khác thì cái tempo sẽ nhảy theo mặc định của cái điệu đó. Đó. Mình sẽ thử nè. Mình bấm một điệu bên đây. Rồi. Bấm movie soundtrack đi. Đó, mặc định của điệu này là 182 nè. Đó, tempo 182 này mình sẽ test thử. Đó là tempo 182. Nếu mình đổi thành cái điệu bên cạnh đi thì mình test lại thì là tempo 120. Thì như vậy tức là reset tempo, thì các bạn sẽ vào lại chỗ đây để bạn kiểm tra lại mình cài đặt là gì, đó là mình cài đặt là cái gì. Rồi, sau đó mình bấm một nút bất kỳ trên điệu. Rồi, bạn thấy sẽ chỉ reset ở đây. Nếu các bạn giữ nút hold đi, giữ nút hold tức là khi bạn đang play cái điệu này, là khi bạn đang play một cái điệu, cái điệu của bạn đang ở 120, điệu của bạn đang ở 120, nếu bạn thay đổi qua một cái điệu khác trong quá trình bạn chơi, bạn đổi qua một cái điệu khác thì tempo nó vẫn giữ 120 cho bạn luôn. Đó, tempo nó vẫn giữ 120 luôn. Đó là cái thứ nhất. Rồi tiếp theo mình sẽ giải thích thêm. Đây và lại đây, đó là hold. Hold tempo thì nó sẽ giữ cái tempo như vậy. Nếu lock tempo thì sao? Lock tempo thì mọi điệu trong lúc quá trình chơi không cần biết, là trong khi chơi hay là trong khi mình tắt mở lại thì không cần biết. Bạn chỉ cần chỉnh ở đây thành một cái tempo 80 đi chẳng hạn thì mọi điệu nó sẽ là tempo 80 hết. Không cần biết bạn view hay bạn gì hết, mọi điều mở lên nó thành tempo 80 hết. Bạn có thể ra màn hình chính để kiểm tra nè.
Đó, thì mọi cái điệu ở đây nó báo tempo đây là 80 này. Thì bạn chỉnh bất cứ điệu nào nó cũng là 80 hết. Mặc dù cái tempo gốc của thằng này là 51 này. Nhưng mà nó chỉnh thành 80 hết. Thấy không? Đó. Tức đó, đó là ba cái cài đặt mà mình hay gặp nhất. Thứ nhất đó là tempo reset on hay lock. Thường thường mình sẽ chọn ngay chỗ cái reset để khi mà bấm điệu khác thì nó trở về mặc định của cái điệu đó. Rồi, thường thường là mình chọn ở đây nha các bạn, reset. Rồi cái thứ hai là synchronous là chỉnh cho cái phần này, nếu mà bạn thấy mà bấm đèn sáng lên. Nếu các bạn thấy bấm đèn sáng lên mà bấm synch tốt không được, dằn không được thì chọn này là hình off. Rồi cái thứ ba, khi các bạn đánh điệu lớn nhỏ thất thường. Mình cứ tưởng là do cọng dây hay là do phần cứng của đàn nó bị hư hỏng gì đó thì các bạn không cần phải sửa đàn, bạn chỉ cần chỉnh ở đây là xong. Đó. Chỉnh hai cái này thành off. Cái này thành off luôn. Cái này reset. Đây là bộ cài đặt chuẩn của tất cả phần style setting. Này, các bạn có thể lưu cái màn hình này lại để mà hướng dẫn cho mọi người khác, chia sẻ cho mọi người khác cùng biết. Chúc mọi người thành công và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ kênh của tụi mình hơn nữa. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitomi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.